Hello tất cả anh chị em, trở lại với kênh của mình. Hồi sáng mình có bắt được một cái con mà bữa hôm mình đã quay cho mọi người thấy đó. Này tiếp tục chập ở trong cái bụi đóng gác nhà mình á. Chắc cái con bữa hôm quá. Mà nhiều anh chị comment vô nói là con ngắn liêu điêu, con dung. Nhưng mà thật sự con này không phải ngắn liêu điêu, con dung. Mà đây là một con gắn dung nha mọi người. Gắn dung, gắn liêu điêu với con dung nó khác nhau. Con gắn liêu điêu là sao? Nó cũng là hình tròn, nó cũng là giống dạng như con gắn rồi. Nhưng mà nó khác. Một điểm quan trọng đó là nó có bốn cái chân nha mọi người. Còn con này không có chân. Và cái mỏ, cái miệng của con gắn liêu điêu nó hơi giọt, hơi nhọn. Nhưng mà nó nhọn không bằng con dung. Con dung của mình là con dung đất. Dung chỉ tất cả loại dung, đa số là dung. Nó đều có cái mỏ nhọn nha mọi người. Nó có thể thu vô và dài ra để nó chui xuống đất. Nó chui, nó đào hang ở dưới đất. Còn con này nó khác. Hai loại kia là gì? Là nó cái mình nó giống con gắn. Nó giống con gắn. Cái mình nó cũng giống con dung. Nhưng cái đầu của nó, mọi người nhìn thấy cái đầu đó. Cái đầu nó tròn và nó hơi bần. Thường những con gắn đầu bần, đầu vuông là con gắn độc. Mọi người thấy không? Đầu vuông là gắn độc. Và con này nó khác với con dung ở chỗ là con dung nó không có lưỡi. Còn con này có lưỡi nha mọi người. Có lưỡi, mọi người nhìn kỹ sẽ có thấy cái lưỡi đó. Cái clip trước đó, tôi quay cái lưỡi cảnh cái lưỡi cho mọi người thấy đó. Đó. Còn con dung nó không có lưỡi, nó hút không à. Nó đào hang dưới đất, nó hút chất dinh dưỡng từ đất, từ rễ cây, từ phân, từ mục gì đó. Nói chung là chất hữu cơ đó, nó ăn. Còn con này nó săn những loại côn trùng nhỏ nha. Côn trùng nhỏ, những côn trùng nhỏ hơn nó dưới đất. Nó ăn luôn những con dung luôn nha mọi người. Ăn dung luôn nha mọi người. Còn con gắn liêu điêu á là nó ăn những côn trùng và nó ăn luôn những cái loài mà bay được đó mọi người, nhưng mà loại nhỏ thôi. Ví dụ như con châu chấu rồi nó cũng ăn bình thường. Con gắn liêu liêu nó giống như con gắn mối, nhưng mà thân hình con gắn mối thì mình biết rồi, thân hình. Còn con gắn nè, con gắn liêu liêu nó có bốn cái chân mà nó trông giống như con dung chứ này. Cái dung gắn liêu liêu đó. Nhưng mà nó khác cái loại gắn ở chỗ là nó đi bằng chân nha mọi người. Đi bằng chân chứ không phải là trường như con gắn hoặc trường như con dung đó. Ba cái loại này nó giống nhau hình thể thân hình, nhưng nó khác nhau về chân. Loại có chân, loại không chân, loại trường, loại có lưỡi, loại không lưỡi, loại đầu nhọn, loại không có đầu nhọn. Mọi người nhìn thấy là mọi người biết rồi. Chứ như anh em comment bảo là con gắn liêu liêu quê mình không phải gắn liêu liêu, còn quê anh chị em gọi là ra gắn con gắn liêu liêu thì mình cũng không có biết mỗi vùng, tại vì mỗi vùng gọi con này con kia nó khác nhau. Ví dụ như ở miền Nam gọi trái mặn của miền Nam và trái mặn của miền Bắc hai loại khác nhau. Rõ đó, cái đó là ví dụ rõ nhất. Hai cái loại mặn của miền Nam và mặn miền Bắc là khác nhau luôn. Mặn miền Nam, miền Bắc này gọi là bỏ gôi á. Đó, bỏ gôi. Đó, còn miền Bắc, mặn miền Bắc người ta gọi là táo. Đó. Khác nhau vậy đó. Cho nên vùng mình gọi là nó như thế, còn vùng anh chị em gọi là khác. Hoặc những cái loại khác, tên gọi khác nhau. Mình thì như thế thôi. Còn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thì sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Mình chỉ hiểu nhiều và mình nói cho anh chị em biết thôi. Đó. Và cái loại này, một cái điểm mà chú ý cái loại này, con gắn dung này là nó di chuyển cực kỳ nhanh nha mọi người. Để mình cho nó ra ngoài rồi mọi người thấy nè, tốc độ di chuyển kinh khủng luôn. Đó, nó chạy cực kỳ kinh nha mọi người. Nếu có tiếng động lạ là nó chạy vậy đó.
Còn tất cả cái loài khác như loài dung là nó đi rất là chậm, cắn liêu liêu cũng nhanh nhưng mà không bằng nha mọi người. Chỗ nào ấm thấp là có đó. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ. Chào biệt.